trên Facebook rồi nó lên trên mạng xã hội, nó nói là những cái việc nó làm là nó rất hiểu về cách mạng của mình. Nhưng mà theo như mình nghĩ là thằng cha này không hiểu gì về 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 chính trị và cách mạng hết, mà nó chỉ là dạng phản động thôi. Vâng. Thế nên là mình thấy thằng cha này là năm nay nó có 48, 49 tuổi, nhưng mà vì nhà nước này thấy nó phản động quá cho nên là dẹp cho nó ở cái tuổi chưa đến cái tuổi về hưu, nhưng cho nó về hưu luôn đi để khỏi lên cái chức làm cha nữa. Khi mà nó về hưu non rồi, nó không còn cái chỗ nào để chứa nữa thì nó đã đi ra chỗ là Huế, ra đến ngoài Huế cái thì ở bên các cha xứ ở đấy hoặc là các nhà thờ đấy nó nhìn thấy nó là nó không chứa, nó tống đi trở về trong miền Nam này và ở chỗ là Biên Hòa Đồng Nai này. Hiện nay là nó đang tá túc ở cái chỗ gì nhỉ, Xuân Lộc. Xuân Lộc đấy. Nên là ủa mà bây giờ nó vẫn còn giữ chức cha nữa hả? Hết cha rồi. Hết rồi. Nó hết cha rồi nhé. Nó hết cái chức cha rồi, nó về hưu rồi, người ta tống cho nó về hưu lon rồi. Nói chung là bây giờ đuổi nó, nhưng mà người ta không lẽ là đuổi nó thì nó mất mặt quá. Thành ra là nó phải người ta phải cho nó cái chức là về hưu. Nhưng chưa đến cái tuổi về hưu mà người ta cho nó là về hưu, vậy là thuộc về hưu lon. Nó là như vậy, nhưng thực tế ra là nó chưa. Nhưng mà nó nói về chính trị thì có vẻ là nó rất hiểu, về cách mạng thì nó hiểu lắm. Nhưng mà nó toàn là phản động, nó nói xấu về cán bộ, nó nói xấu về chế độ. Vâng. Và dân chủ Việt Nam, nó nói xấu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên là người ta nghe nói, tất cả các công an người ta nghe nó nói cũng có vẻ là đồng chí. Nhưng các đồng chí công an này người ta đâu có nói về đồng chí, người ta có đồng chí với nó đâu mà dám nói là đồng chí. Làm gì có cái chuyện đồng chí với lại những cái người, dạng người như thế. Thành ra là người ta gọi nó là thằng phản động chứ không thể gọi nó là đồng chí được. Nhưng mà nó bảo là nó hiểu biết về về chính trị nhiều. Cho nên là người ta tống luôn nó về về hưu, chứ không, chẳng nhẽ bây giờ đuổi nó thì nó mất mặt quá. Đúng không? Dạ. Cho nên bây giờ là chỉ biết là cái thằng cha này là thằng cha phản động thôi, cho nên là mình nghe như vậy thì mình nói như vậy thôi, chứ không chưa biết mặt mũi nó là ở đâu mà nó ở giữ chức ở nhà thờ nào nữa. Bây giờ thì nó không có giữ chức nhà thờ. Nói chung á là bây giờ là em phải nói làm sao nha. Em phải nói không phải nếu em đạo thiệt mà đáng lẽ ông là cha, đúng không? Em phải nói ông là cha, nhưng mà em không thích nói ông là cha, em nói ông là thằng chó. Thằng chó Duy Tân đó. Em xin lỗi, em không phải là em A Chua. Cái câu A Chua là không phải rồi. Tốt cho em. Đó là với em thôi. Tại vì á theo như em biết, người công giáo hoặc người công giáo thì em không nói, không nói rồi. Người cha là người ta đã hy sinh cái cuộc sống đời thường của mình rồi, là vô cho cái cho nhà Chúa rồi, thì tất cả cái sự đời, em nói nghe, cái sự đời là không còn liên quan gì tới cha nữa. Cha chỉ biết phục vụ cho Chúa đó. Chúa không bao giờ dạy cho con của Chúa cái điều gì đó, em không nhớ nữa. Nói chung là điều tốt không ai mà dạy cho con của không bao giờ Chúa dạy cho con của người á là làm thế này làm kia, phản cha phản chúng phản tổ quốc của mình đó. Nhưng mà đúng ra mà nói là nó đang ở cái, nó sống ở cái đất nước Việt Nam này, và nó đang sống thời hòa bình mà nó lại phản động nước, nó nói xấu Hồ Chủ tịch, rồi nó nói xấu công an, nó nói xấu cán bộ nhà nước. Nói chung là như là một người cha như vậy thì cho về đâu hưu loan là đúng rồi. Không 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 mà về nhà nước về 18 tầng địa ngục.
Nó chưa chưa nó không được về hưu luôn đâu ạ. Nó đâu có cho nó được 18 tầng địa ngục mà bây giờ cho nó về hưu luôn. Chúng ta bây giờ là về hưu luôn đấy. Nó không được về hưu luôn ạ. Về hưu luôn đấy. Đúng rồi, nó được về hưu neo nó để ăn. Là em là cô á, là cô thay vô những cái ấy đó. Cô nói em nghe là thằng em nói chung là cũng có một tí xíu nào đó đúng không? Nói chung là nó không biết tuổi là nó là thông cảm cho em cái cô đó là thằng đi hoặc là tên tuổi đồ đi cái đấy được mà. Ông Nguyễn Duy Tân là bây giờ không phản động cách mạng, không còn thuộc về cái giáo xứ nữa. Nó là không đi sang được phải con phải chết đi về chứ. Hả? Như nên như vậy á là không, nó không là cái gì, nó anh Trần Toản, nó em vừa nói xong đó, nó là một tên tội đồ của đất nước. Đúng rồi, nó là tội đồ của Chúa và mong mọi người nhé. Em cũng nhân đây, em hôm nay em cũng nhân ở cái chỗ diễn đàn này của anh Trần Toản và mong mọi anh chị em cô bác ở trong cái diễn đàn của anh Trần Toản hiểu về cái công giáo của tụi em công giáo, em lên đất tất cả các trang người ta nói về công giáo của em buồn lắm, nhưng mà em buồn không bằng em buồn nhiều nhưng mà không bằng cái ý chí của em là con người Việt Nam, em sống ở Việt Nam, Chúa đưa em xuống người em, Chúa là người đưa em ở cái đất Việt Nam. Nếu mà bây giờ em cứ nghe theo ai đó, em bay em qua trời đây, đó là sai ý Chúa, phải không? Tại vì Chúa đã đưa em xuống đây, tại mắc gì em phải đi theo chúng nó để em theo chúng nó, phải không? Em là người Việt Nam, em yêu Việt Nam và em cái gì đó là rồi tấm lòng yêu nước và em thích cuộc sống yên bình của quê hương đất nước Việt Nam mình. Còn cha Tân á là không còn ở trong cái đất Chúa nữa nha, nhưng mà đất Chúa là nói chung là Chúa mà Chúa dạy cho con người là yêu thương và đùm bọc và có thể là tha thứ cho những kẻ đã lầm đường lỡ bước, có nghĩa là có kẻ cả thằng cha già Duy Tân đó nên có thể là thằng cha già Duy Tân đó vẫn còn ở đất Đồng Nai, nhưng mà không phải là nhà Chúa chứa chấp nó mà do là Chúa chứa chấp, tại vì là Chúa không bao giờ dạy con người ta là thế này thế kia. Mong mọi người ở đây sẽ cái này là cơ tế nhị thôi nhá. Thôi bây giờ cho em xin sướng là em chỉ có em đó là cô đó đó là cô rồi. Muốn nói những gì của ông cha già Duy Tân đó cô, em có nói tới ông Duy Tân là cô đó có biết về Duy Tân, nhưng mà mong mọi người ok anh cũng là rất là cảm ơn em, chúc em nhiều sức khỏe để đồng hành cùng các anh chị em yêu nước chân chính. Cảm ơn em cũng nên nói lên tất cả những đôi lòng rất là tình cảm và rất là chân thật. Nếu mà đây còn Hà Hoàng, mình trả lời bạn Hà Hoàng này nhé, tôi đã nói và cả nhà mình đã nói mà vạch mặt là nó không còn là cha nữa mà là tên tội đồ Nguyễn Duy Tân bạn nhá, chứ không phải là mình nhắc đến các ông cha khác. Rồi anh rất là cảm ơn em còn gì muốn nói nữa không? Dạ em chào anh và chào cả nhà. Rồi.